nó là bản đủ cửa điện đấy thôi nhá. Đấy, cửa điện này. Đấy, ít như là à, cái mẫu Mazda 5 nhập khẩu nguyên chiếc này là bản đủ nhé. Bản full của nó là cửa điện hai bên các bác nhé. Đây là cái nút bấm cửa điện của nó này. Đấy, rất là tiện với cái dòng xe này thì các bác nhìn đây. Đây là bấm nút mở này. Đấy. Bên kia cũng vậy. Thì dòng này nếu mà cửa lùa nhưng nó lại cửa điện này là rất là tiện luôn. Đây các bác nhìn đây. Đấy. Còn Mazda 5 nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất năm 2009, đăng ký lần đầu năm 2010, phiên bản nhập khẩu. Con này nó là bản đủ thì được trang bị cả cửa sổ trời, 3 màn hình và ghế cái cửa của nó là cửa điện, cửa lùa, cửa điện. Đấy, rất là tiện và với cái tầm tiền rất hợp lý cho các bác mua về đi gia đình. Và đây là dòng xe 7 chỗ các bác nhé. Mazda 5 7 chỗ ngồi 2009, bản full. Bản full của nó có hai dàn điều hòa và ba màn hình cũng như là phần ghế điện. Đấy, à cái phần cửa lùa điện. Với cái bản Mazda 5 nó có hai bản, bản thường và bản full. Bản này nó là bản full thì bản được trang bị cái cửa điện rất là tiện. Thì các bác không phải mất công mở ra, kể cả mở ra mở vào rất là đơn giản. Ví dụ kể cả ở trong nhé, các bác chỉ cần ví dụ đóng vào các bác chỉ kéo lên như này. Đấy, là nó sẽ tự đóng và tự mở. Em sẽ mở ở trong cho các bác xem. Đấy, mà em sẽ mở trong các bác xem về cái con này thì cái tính năng này nó rất là mới và nó rất là hợp lý với cái dòng xe này. Thì các bác kiểu là ấy nha, đấy tự khắc là nó sẽ mở ra chứ không cần phải kéo như các cái dòng xe khác, rất là tiện, có thể chỉ dùng một tay thôi. Đấy, Mazda 5 cửa lùa. Cái dòng này thì năm ngoái em đã bán một con rồi nhưng nó là bản thường và con này nó là bản full. Đấy, 2009 bản full cái mẫu Mazda 5 này. Đấy. Dòng này thì chạy khá là hợp lý và với cửa lùa thì nó rất là tiện. Cửa lùa nó được cửa lùa điện, ba màn hình rất đẹp. Đấy, giá cái mẫu xe này thì ở bên em đang chào bán chỉ 310 triệu thôi. Đấy, một cái dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, cái dòng Mazda thì nó rất là bền rồi. Đấy, dòng Mazda dòng này thì nó rất là bền với những cái mẫu xe như thế này thì các bác mua về là đi gia đình rất là hợp lý, 7 chỗ ngồi. Đấy, rộng rãi thoải mái. Em sẽ quay cái phần nội thất cho các bác xem này. Đấy, mẫu xe này là hộp số tự động zích zắc này. Đấy, túi khí an toàn. Đấy, cửa sổ trời. Hợp lý. Nên theo em nghĩ là với cái tầm loanh quanh mà hơn 300 triệu kiếm cái dòng này mà cửa điện này rất là hợp lý luôn. Đấy, bác nào mà quan tâm đến cái mẫu xe này thì alo cho em gửi hình ảnh cũng như là chi tiết nữa cho các bác. Để cái mẫu xe này 4 quả lốp mới tinh luôn nhé. Tư nhân, biển Hải Phòng, màu xám lông chuột rất là đẹp. Đấy, bác nào mua cái dòng xe này về đi ví dụ là đi gia đình là hợp lý, đi phố cũng là rất là ok. Bởi vì là cái cửa lùa này thì các bác đóng mở ra mở vào nó rất là tiện. Hai dàn điều hòa với dòng xe 7 chỗ đấy là những cái nhu cầu thiết yếu rồi. Dòng Mazda này chạy nó khá là lành. Dòng này thì lần đầu tiên mua được một con bản đủ như thế này. Bản đủ của nó thì được trang bị thêm một số cái tính năng. Đấy, Mazda 5 nhé, cửa lùa 2009, đăng ký lần đầu năm 2010. Đấy, em sẽ cho các bác xem về cái phần khoang máy của xe này. Ghế của nó, ghế trước là ghế điện luôn đấy. Dòng này thì nó chỉ có 4 máy thôi. Mà dòng này xăng ăn khoảng tầm 8 lít rưỡi đến 9 lít quay đầu trên 100 cây thôi. Đấy. Đấy, bác nào mà quan tâm đến cái mẫu xe này thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại 0829 777 777 nhé. Đấy, em sẽ gửi hình ảnh cũng như là chi tiết về cái mẫu xe này cho các bác tham khảo. Một cái mẫu xe rất đẹp, được trang bị cửa lùa đời 2009, nhập khẩu nguyên chiếc, giá tiền là 310 triệu các bác nhé. Và đặc biệt thì cuối video bác nào đã từng xem clip của em hoặc là có nhu cầu cần bán cái dòng ô tô cũ thì có thể là alo cho em số điện thoại của em cũng như là Zalo đấy, các bác có thể nhắn tin em sẽ xem xe và có thể là trao đổi với các bác kỹ hơn về những cái mẫu xe các bác cần bán hoặc là những cái mẫu xe các bác có nhu cầu mua của bên em nhé.
Vâng, xin chào và cảm ơn các bác nhé.